Sự xuất hiện của Nam An ở công ty khiến cho em không vui sao? Đúng vậy. Nó bị đuổi việc rồi, tại sao còn quay lại công ty? Đúng là một con người không có lòng tự trọng mà. Em thôi đi. Anh nói cho em biết, kể từ ngày hôm nay, Nam An chính thức ký hợp đồng làm việc lại cho Green. Chúc mừng anh. Chúc mừng. Chuyện gì? Em có dùng một phép thử. Khả năng mà em yêu anh là rất cao. Có thật không? Sao em biết? Thì em chỉ thăm dò chút xíu thôi. Theo em thấy, rõ ràng là An ghen anh với Thư. Mà ghen nghĩa là yêu, đúng không? Có chuyện gì đang xảy ra mà tại sao khi anh nghỉ ở công ty xong, công ty loạn hết cả lên? Ngày hôm nay cô Nam An vô công ty làm lại, anh Minh thì thay đổi thái độ với em. Nhưng mà em hỏi ai thì mọi người cũng nói là Nam An vô tội hết. Như vậy là sao hả anh? Chuyện đó bây giờ anh không lo được đâu. Anh không thể chờ đợi thêm được nữa. Anh nóng ruột lắm rồi. Theo như em phỏng đoán á, thì hiện tại An đang có tình cảm với anh. Nếu như phải chờ đợi thêm một thời gian nữa, biết đâu tự nhiên cái An thay đổi, không dành tình cảm cho anh nữa. Vậy anh mất An luôn hả? Không được rồi. Xong việc, anh sẽ qua nhà An, gặp cổ để mà nói chuyện. Trời, càng lúc em cảm thấy anh kỳ cục thiệt đó nha. Con cũng biết mối quan hệ của hai gia đình trước nay khăng khít ra sao. Họ không chỉ là bạn bè thân thiết, mà còn là đối tác chiến lược của công ty nhà mình nữa. Chính vì vậy, ba muốn vun đắp tình cảm cho hai đứa, để hai gia đình trở thành thông gia. Tại sao em lại tránh mặt anh chứ? Anh đáng ghét lắm hả? Anh nói gì vậy? Em tại sao phải tránh mặt anh chứ? Em vừa mới tránh mặt anh đó. Em nói đi, tại sao em làm vậy? Em đã nói là không có mà. Anh tưởng tượng quá đà rồi. Trước lúc tới đây anh có uống rượu không vậy? Nhìn anh giống đang xỉn lắm hả? Em ngửi được mùi rượu bia ở đâu vậy? Tại vì anh cứ nói mấy lời gì đâu không. Cậu còn tới đây làm gì nữa? Cậu đối xử với nó như vậy chưa đủ sao? Thì em có thôi đi không? Trời ơi. Tình hình sức khỏe của Thư sao rồi bác? Còn Thư nó không sao. Nhưng mà bác cháu mình cần phải nói chuyện với nhau. Sao cổ phải làm như vậy? Đi quẩn gì? Suy nghĩ cho kỹ em biết điều đó mà. Nhỏ đâu nè, anh nói vậy là chuyện này có liên quan tới em hả? Chính xác là anh Minh không yêu Thư như cậu muốn. Anh xin lỗi vì đã không thể dành tình cảm cho em được. Nhưng mà anh vẫn sẽ coi em giống như là người thân trong gia đình của anh vậy đó. Anh hứa với em là dù cho sau này anh cứ yêu ai
thì anh vẫn phải đối xử tốt với em đó. Tất nhiên rồi. Nhất định không để thằng Minh vì nó mà làm hỏng đại sự. Ba, còn một việc nữa, con muốn nói chuyện với ba. Chuyện gì? Con nói tiếp đi. Con xin ba cho con thêm cơ hội. Ý của con là sao vậy? Dạ, ba hãy cho con quay về lại vị trí giám đốc tài chính. Vì chỉ có ở vị trí đó, con mới ngăn được việc thoái vốn của ba mẹ Thư ra khỏi công ty. Ba cũng biết rồi đó, giám đốc tài chính hiện nay là người rất thân tín với ba mẹ Thư. Ba không lường trước sự việc lại xảy ra như vậy. Ba đã bổ nhiệm vị trí giám đốc tài chính theo đề cử của gia đình họ. Việc bây giờ đưa cho con quay trở lại vị trí đó để ba suy nghĩ rồi quyết định trong cuộc họp cổ đông sắp tới. Ba, nếu như đợi ba suy nghĩ, con nghe là quá muộn đó ba. Dù chúng ta đang nắm cổ phần lớn nhất trong công ty, nhưng ba không thể nào thay thế vị trí của các nhân sự một cách tùy tiện như vậy được. Hơn nữa, con đang trong thời gian thử thách. Ba muốn con khẳng định vai trò với tư cách là một giám đốc sản xuất mới được bổ nhiệm. Dạ. Thư, hết ly này thôi nghe. Thôi đừng uống nữa, nãy giờ uống nhiều lắm rồi. Để anh đưa em về nghe. Hôm nay em phải uống thật say. Anh không biết em buồn lắm sao. Hôm nay là sinh nhật của em, phải vui lên, đừng nghĩ tới những chuyện buồn nữa. Anh uống với em đi. Chúc mừng sinh nhật. Ba anh gọi. Dạ con nghe nè. Dạ. Hết ly này về nha. Chúc mừng sinh nhật. Giờ này anh đang ở đâu vậy? Anh đang làm gì bận rộn đến mức không thèm nhắn cho tôi được một cái tin nữa? Đã vậy, tôi không thèm quan tâm nữa. Để tôi giận thì đừng có mà tự trách mình nha. Thank you.
Nhìn bà lúc nào cũng giống như là sắp chết tới nơi vậy. Mới đi làm lại được mấy ngày, lại xảy ra chuyện gì nữa hả? Không phải là chuyện công việc. Hay, vậy để tôi đoán thử coi, chuyện của sếp Minh phải không? Vậy tôi đoán đúng bệnh rồi nha. Sao, có chuyện gì? Bộ sếp Minh tới nhà khủng bố bà hả? Bà tưởng tượng quá à, đâu có đến nỗi như vậy. Nhưng mà ảnh cũng làm cho tôi nhức hết cả đầu luôn. Chuyện gì? Kể tôi nghe coi. Nói chung là mọi chuyện đến bất ngờ quá à. Tôi chưa có kịp chuẩn bị tâm lý để đón nhận. À, có phải là sếp mình tỏ tình với bà rồi phải không? Khai mau. Vậy là tôi đoán đúng rồi. Sao? Tính chừng nào công khai cho mọi người biết đây? Công khai cái gì chứ? Tôi chưa có chính thức đồng ý mà. À thì sớm muộn gì á, thì bà cũng bị sếp Minh khuất phục thôi. Bà khai thiệt đi, hai người đã... Hả? Bậy bạ quá à. Bà suy nghĩ gì đâu không à? Ê, ý tôi hỏi là hai người đã hôn nhau chưa thôi mà. Vậy hả? Hôn rồi đúng không? Nhìn bộ dạng của bà là tôi biết liền à. Cái bà này. Chào hai người đẹp. Chào anh. Hồi sáng giờ có thấy Minh tới chưa? Em chưa thấy anh tới. Sao kỳ vậy ta? Hồi tối hôm qua anh kêu tới sớm để bàn công việc, mà giờ này chưa thấy tới nữa. Chắc có gì không ổn rồi. Hay là anh lấy điện thoại gọi cho ảnh hỏi thử coi sao? Vô ích thôi. Anh điện hồi tối giờ rồi mà không bắt máy. Anh gọi lại cho anh Minh lần nữa coi. Anh Minh ở có một mình hả? Lỡ anh có chuyện gì xảy ra thì sao? Gọi đi anh. Nè, thấy chưa? Điện thoại đổ chuông mà người không nghe máy. Anh Hiếu hả? Anh Minh đang ngủ. Lát nữa em nói ảnh gọi lại cho anh nha. An! Chết rồi, sao mình ngu quá vậy? Tự nhiên mở lỗ chứ vậy? Sao anh lại ở đây? Anh không nhớ gì sao? Em cảm ơn anh đã cho em một đêm rất hạnh phúc. Anh không nhớ gì hết. Sáng nay có cuộc họp quan trọng lắm. Anh đi à? Anh sẽ không thoát khỏi em đâu. Mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao lại xây dựng tới mức độ đó chứ? Thúy. Dạ. Thầy Hiếu đâu không? Chào anh.
Ờ, dạ anh Hiếu đang ở trong phòng á. Lúc sáng anh có gọi cho anh nhưng... Nhưng sao? Ờ, nhưng... Có chuyện gì hả? Nói nhanh lên, sao áp úng vậy? Nhưng... May quá, anh tới rồi. Em có chuyện muốn nói với anh. Mình vô phòng đi. Anh Minh, sao mặt của em có vẻ nghiêm trọng vậy? Rất rất nghiêm trọng. Phen này anh gặp chuyện rồi đó. Sao? Có chuyện gì? Nãy giờ cứ thấy em úp úp mở mở hoài hả? Nè, hay là công việc của em có gì không ổn hả? Nếu như công việc á thì em không có lo. Còn rốt cuộc là chuyện gì? Tối qua anh ở chung với Thư đúng không? Ừ, tối qua sinh nhật của Thư, rồi cái anh uống nhiều quá nên Thư đưa anh về. Mà nè, chuyện này tuyệt đối phải giữ bí mật kia chứ. Quá muộn rồi anh ơi. Ý em là sao? Em nói ra anh đừng có bị sốc nha. Có gì em nói đi, nãy giờ có vòng vo hoài. Vấn đề ở đây là An biết anh ở chung với Thư rồi. Cái gì? Sao An biết được? Thì sáng này nè, em điện thoại cho anh mà điện thoại anh không bắt máy. Em thấy An lo quá nên em ở lâu ngoài cho An đỡ lo. Ai ngờ Thư trả lời. Hiếu ơi là Hiếu, sao em lại bất cẩn vậy hả? Rồi bây giờ anh phải giải thích với An sao đây? Em biết là anh khó khăn lắm mới có được tình cảm của An mà. Sao em biết được? Ai kêu anh không chịu tắt máy làm chi? Anh nói rồi, lúc đó anh say quá rồi đâu biết gì nữa đâu. Thiệt tình á. Rồi giờ sao đây? Bây giờ làm sao để mà An bỏ qua cho anh? Chuyện này khó à nha. Ừ thì khó, anh mới nhờ em nè. Em là chuyên gia gỡ rối mà, sao có cách gì không? Em là chuyên gia gỡ rối chứ không phải là chuyên gia giải quyết hậu quả đâu mà anh nhờ em. Thiệt tình. Mà không hiểu tại sao hôm qua anh uống không có nhiều mà lại xỉn như vậy. Thôi, anh đừng tự trách mình nữa. Anh lên phòng họp đi, mọi người đang chờ anh kìa. Anh mà lên trễ là có chuyện nữa đó. Ừ. Mà Hiếu nè, từ bây giờ tới chiều á, em phải suy nghĩ cho anh một cái cách nào đó để mà anh giải quyết cái vụ lùm xùm này nha. Ừ, anh an tâm đi. Anh nhờ em đó. Nè, thấy chưa? Điện thoại đổ chuông, mọi người không nghe máy. Anh Hiếu hả? Anh Minh đang ngủ. Một lát em nói ảnh gọi điện thoại lại cho anh nha. Ta đã chờ hơn một tiếng đồng hồ rồi ba. Con nghĩ có khi chúng ta nên dừng cuộc họp tại đây. Cuộc họp đột xuất này là do Minh đề nghị, nhưng cậu ta lại đến muộn. Con nghĩ không nên để cho mọi người đợi lâu. Giám đốc sản xuất nói đúng đó. Chúng ta còn biết bao nhiêu công việc phải làm, đâu phải đợi một người mà không có lý do. Mọi người cứ bình tĩnh đi. Sau 15 phút nữa, nếu mình không tới, chúng ta sẽ dừng cuộc họp. An, có liên lạc được với mình không? Dạ. Dạ, thưa ba, xin lỗi mọi người. Do có việc còn ý muốn cho con nên... Con vào chỗ ngồi đi. Bây giờ không phải là lúc để con thanh minh đâu.
con hãy trình bày ý tưởng mới của sản phẩm mới đi, để mọi người cùng thảo luận. Dạ thưa ba. Đề xuất của cậu đã được thông qua, cậu không thấy vui về điều đó sao? Dạ đâu có, con vui lắm chứ. Hy vọng là sản phẩm mới của chúng ta sẽ sớm được ra mắt và mang lại thật nhiều lợi nhuận về cho công ty. Chúc mừng em. Cảm ơn anh. Cố lên. An. Đường Đường là giám đốc marketing mà sao điệu bộ giống ăn trộm quá vậy? Chắc có gì mà ám đúng không? Nói nhảm cái gì đó. Nè, tìm cách giúp anh giải quyết vụ lùm xùm này chưa? Vụ này em thấy nó căng quá. Em tính qua phòng anh đi rồi nói. Anh uống nước đi. Dạ, cảm ơn anh. Anh thấy ý tưởng sản phẩm mới có ổn không? Hình như anh không được khỏe. Hay là để tôi kêu tài xế đến về nghỉ ngơi? Dạ, tôi không sao đâu anh. Nghĩ tính chuyện của tôi nhỏ, tôi cảm thấy không được vui. Vậy thôi. Chuyện này bữa trước anh em mình cũng đã nói rồi. Đừng để chuyện của tụi nhỏ làm ảnh hưởng công việc làm ăn của chúng ta. Tôi e là sẽ khó lắm anh à. Anh em mình đã từng giàu sinh ra tử, sát cánh cùng với nhau trên thương trường mấy chục năm qua. Có chuyện gì khó mà anh em chúng ta không giải quyết được đâu. Anh em mình cũng đã có tuổi rồi. Giờ là lúc phải làm tròn trách nhiệm của người làm cha làm mẹ, để chăm lo cho tương lai con cái của mình. Qua cuộc họp ngày hôm nay, tôi thấy mình nó dành rất nhiều tình cảm và có ý nâng đỡ cho con nhỏ Nam An hơn thì phải. Anh quá nhạy cảm rồi. Thật ra thì chuyện thằng Minh và cô gái ấy đơn thuần chỉ là mối quan hệ trong công việc thôi. Nhân viên làm tốt thì giám đốc biểu dương, đó là chuyện bình thường mà anh. Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu anh à. Chúng ta có thừa sự trải nghiệm để có thể nắm bắt được chuyện đó mà. Tôi dám khẳng định với anh là thằng Minh nó yêu con nhỏ Nam An. Mà nếu có chuyện đó thì người lớn chúng ta cũng không thể nào cấm cản được. Hình như là anh cố tình không hiểu thiện chí của gia đình tôi. Tôi đâu có ý đó đâu anh. Anh biết rõ vì sao con gái tôi phải nghỉ việc ở đây mà. Tôi nói thẳng luôn, nếu mà con Thư không còn làm việc ở đây nữa thì tôi sẽ thoái vốn để đầu tư sang lĩnh vực khác. Chào anh. Thằng chó, mày dám làm tao mất mặt trước mặt cổ đông hả? Tao sẽ không để yên cho mày đâu. Vào đi. Dạ, chào giám đốc. Học cái gì mà lâu dữ vậy? Tình hình như thế nào rồi? Dạ, cậu Minh đề nghị nghiên cứu tạo ra một sản phẩm mới rồi. Rồi sao? Chuyện đó thì tôi biết rồi. Quan trọng là nó có được hội đồng quản trị chấp nhận hay không? Dạ, chấp nhận chứ. Cái gì? Tôi là sếp của anh hay là thằng Minh, hả? Dạ, dạ dĩ nhiên là anh. Kế hoạch sản xuất thế nào? Dạ, các cổ đông yêu cầu là trong 3 tháng tới là phải nghiên cứu tung ra thị trường sản phẩm mới. 3 tháng. Chỉ có chừng đó thời gian thôi sao? Dạ, với công nghệ sản xuất hiện đại của nhà máy mình thì trong khoảng thời gian đó hoàn toàn khả thi. Được rồi.
Dạ, tôi xin phép. Khoan đã. Dạ. Đây là phần thưởng cho những thông tin mà anh đã cung cấp cho tôi. Dạ, tôi không dám nhận đâu à. Cầm lấy đi. Tôi hứa sẽ không để anh thiệt thòi đâu. Nhưng với một điều kiện, anh phải tuyệt đối trung thành với tôi. Thôi được rồi. Cảm ơn sếp. Tôi xin phép. À, anh vừa định gọi cho em nè. Em gọi thật đúng lúc. Anh đang chán đời, muốn rủ em đi nhậu đây. Tối qua sinh nhật em, anh gọi điện chúc mừng em, nhưng anh không thấy em bắt máy. Em biết, nhưng mà em không thể trả lời anh được. Tại vì em muốn dành thời gian yên tĩnh ở bên cạnh anh Minh. Nên bây giờ em mới gọi điện thoại lại để cảm ơn anh đã nhắn tin chúc mừng sinh nhật em nè. Vậy sinh nhật em chỉ có hai đứa thôi sao? Đúng rồi, tụi em đã có một khoảng thời gian rất là tuyệt vời với nhau. Mình ở với em đến tận sáng nay phải không? Đúng rồi, sao anh biết vậy? Thì sáng nay có cuộc họp rất quan trọng. Nó đến muộn khiến mọi người phải chờ nó rất lâu. Suýt chút nữa thì cuộc họp bị hủy bỏ rồi. Lúc đó anh đã nghĩ nó đã rơi vào tay em rồi. Anh thật là thông minh. Tối nay anh rảnh không? Tụi mình đi uống gì đi, để chúc mừng cho sự kiện đặc biệt này. Ok. À, anh xin lỗi, anh quên mất. Tối nay anh có một cuộc hẹn rất quan trọng. Hay để mai đi ha. Anh em mình đi nhậu với nhau thật thoải mái. Vậy cũng được. Vậy thì có gì ngày mai anh gọi em nha. Ok, bye bye em. Bye. Nam An hả? Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em. Em đang ở đâu? Cơn giông cuộc đời nhiều lần chuyển trôi, đôi tay phân vân buông hay giữ biết bao lần. Dù đang thân đau. An à, em nghe anh giải thích có được không An? Chuyện không như em nghĩ đâu. Sự thật là đêm hôm qua anh... Anh muốn nói đêm hôm qua chỉ là sự hiểu lầm thôi đúng không? Ý anh không phải vậy. Vậy là anh thừa nhận rồi. An, anh không phủ nhận là chuyện tối qua anh đang ngủ cùng với Thư trong khách sạn. Nhưng mà anh thề với em, giữa anh và Thư chưa bao giờ đi quá giới hạn hết. Có đi quá giới hạn hay không là chuyện của hai người, không liên quan tới em. Giữa em và anh chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Anh không cần phải giải thích với em đâu. Anh đừng phụ lòng người con gái đã trao gửi hết niềm tin cho anh như vậy chứ. Còn anh á, thì đang rất cần niềm tin của em đây nè. Em cũng từng trao niềm tin cho anh đó thôi, nhưng bây giờ thì hết rồi. An, An à. Anh. Cậu buông tay cô ấy ra. Cậu không có tư cách gì làm phiền cô ấy hết. Chuyện này không liên quan tới anh. Sao lại không liên quan đến tôi? Cậu nói cậu yêu An, nhưng cậu lại đi ngủ với một cô gái khác. Vậy thì cậu có tư cách gì? Mình đi thôi em. An, An, An à. Mây trời.
rồi bay trôi qua đôi tay dẫu ta vắng mà sương bay giữa một ngày đêm tươi ai kia đứng bên đời mang cho ta bình yên anh. Giữa em và anh chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp thôi. Anh không cần phải giải thích gì với em đâu. Còn anh thì đã rất tự tin của em đây nè. Anh mời em. Anh rất hiểu cảm giác của em lúc này. Chắc em buồn và thất vọng lắm đúng không? Em không sao. Nếu em không sao thì thật sự anh rất vui. Tại sao anh lại vui? Chẳng lẽ với từng đó thời gian làm việc ở công ty em không cảm nhận được một chút tình cảm nào anh dành cho em sao? Ngay từ lần đầu tiên gặp, anh đã có ấn tượng đặc biệt đối với em. Lúc đầu, anh muốn kéo em ra khỏi vị trí trợ lý giám đốc marketing để em không thể hỗ trợ cho Minh. Nhưng sau đó anh hiểu, Minh hành động như vậy là vì một điều hoàn toàn khác. Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Anh nói gì vậy anh Hải? Em hiểu những gì anh muốn nói mà. Em xin lỗi. Em không hiểu gì hết. Em nói đi. Thằng Minh nó có gì hơn anh? Mà cả em và con nhỏ thư ngu ngốc đi nó đến như vậy hả? Thằng Minh nó có gì hơn anh? Anh buông em ra. Em có biết cảm giác đau đớn và uất hận khi tôi chứng kiến cô và thằng Minh hôn nhau say đắm trước cửa nhà cô không hả? Nhưng mà anh thề với em, giữa anh và Thư chưa bao giờ điều quá giới hạn hết. Sẽ là tiếng hát, hạnh phúc sẽ về rất hơn.
nhà rồi bay. Trót qua đôi tay dẫu ta vẫn mơ xung vầy. Sáng một ngày đẹp tươi ai kia đến bên đời mang cho ta bình yên. Phía cuối con đường nắng ấm tôi biết sẽ là sắc thắm như câu chuyện cố tình. Mỗi đêm mẹ đã kể tôi nơi ấy sẽ là tiếng anh, hạnh phúc sẽ về. Lúc này công việc cậu ổn không? À, có gì cần giúp đỡ á nói tôi nha, tôi giúp đỡ cho. Ừ. Ủa An, sao em tưởng là anh đi gặp đối tác tới chiều tối mới về mà? Thì anh về rồi nè, bạn bạc suôn sẻ nên về sớm. Ủa mày đi đâu vậy? Ừ, em định đi ra ngoài một chút. Chúc mừng em, em đã trở về vị trí trợ lý của giám đốc. Em cảm ơn anh. Giờ có thách anh Minh cũng không dám làm khó dễ em đâu. Ừ, anh nói cái gì vậy? Em với anh Minh là công tư rõ ràng anh à. Thì không đó. Vì vậy anh dẫn xíu thôi mà. Ừ, thôi em đi nha. An nè. Ừ? Có chuyện này anh muốn nói cho em biết. Chuyện gì vậy? Anh nói đi. À thì chuyện về bản kế hoạch về cái vụ trà xanh không đường đó. Anh đang muốn nói với em chuyện khác đúng không? Đâu có. Hay là anh muốn nói với em chuyện liên quan tới anh Minh đúng không? Này em nói đó nha. Anh nói cho em biết đi, anh Minh xảy ra chuyện gì đúng không? Mấy bữa nay em không thấy anh Minh đi làm, cho nên em linh tính có chuyện không hay xảy ra với anh Minh rồi. Mấy bữa trước ảnh nhậu xỉn rồi bị mắc mưa, nên bây giờ anh bị viêm phổi, phải cấp cứu trong bệnh viện. Chuyện như vậy sao anh không nói cho em biết? Anh Minh dặn không cho ai biết, kể cả em nữa. Chuyện nghiêm trọng như vậy mà anh cũng giấu em nữa. Thì giờ anh cho em biết nè, em đã thăm anh đi, chắc anh vui lắm đó. Anh Minh bệnh vậy á, mà mấy bữa nay á không có ai vô thăm anh hết, chỉ có mình anh mua cơm chảnh thôi. Em biết không, nhìn ảnh như vậy tội nghiệp ảnh lắm. Ừ. Vậy ảnh đang nằm ở đâu vậy anh? Vô đi.
Anh xin lỗi vì đã khiến cho em buồn. Xin em hãy cho anh cơ hội để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Anh yêu em. Anh chưa bao giờ làm gì có lỗi với em hết. Tạm thời em không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh phải giữ gìn sức khỏe để quay trở lại công ty. Dự án trà xanh không đường nếu thất bại, anh sẽ mất hết tất cả. Bây giờ ngoài em ra không có việc gì quan trọng với anh hết. Nếu như em không cho anh cơ hội để làm sáng tỏ những chuyện đó, anh không thể nào tập trung để làm những chuyện khác. An à, em đừng im lặng như vậy. Em nói gì đi. Em đã không còn giận anh nữa. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là em tin vào những gì anh nói. Lần này em tới đây cũng là lo công việc thôi. Em không muốn dự án lần này lại đổ bể như những lần trước nữa. Anh cảm ơn em. Được lắm. Anh thấy poster cho quảng cáo lần này thế nào? Anh thấy cũng khá bắt mắt đó. Nhưng mà anh nghĩ phần này nè, cần phải thiết kế lại để bố cục nó chặt hơn. Đâu, phần nào vậy anh? Hợp đồng với lại C+ á, anh đã xem qua chưa? Anh có cần em sửa gì không? Không cần sửa gì đâu. Vậy 9 giờ sáng mai anh có cuộc họp với ban lãnh đạo nha. Còn về việc tài trợ cho cuộc thi nhảy á, thì chị Hạnh nói là thứ 6 chị sẽ báo cáo chi tiết cho anh. Nãy giờ anh có nghe em nói gì không vậy? Sao anh cứ ừ không vậy? Tất nhiên là nghe rồi. Có cần anh lặp lại từng câu từng chữ mà em nói không? Em nói tiếp đi. Anh cứ nhìn em vậy sao mà em nói tiếp được chứ? Sao mà không nói được? Anh có làm gì em đâu. Anh mà còn nói vậy nữa, em xin chuyển về phòng marketing làm luôn á. Nè Nam An, anh giỡn mà. Hết giờ rồi kìa, tính ở lại công ty làm tới khuya luôn hả? Không về nhà sao? Kệ em, anh đâu cần quan tâm. Hay là mình đi dạo đi, cho thoải mái. Nhưng mà đi dạo ở đâu mới được chứ? Không biết nữa. Thì cứ đi đại đi, rồi tính sau. Cuối tuần rồi nè, mọi người có đi đâu chơi không? Được đó. Hay là mình đi nhậu đi, ngày mai đi trễ chút cũng không sao. Đúng rồi đó. Em có thằng bạn mới mở quán nhậu, hy vọng rằng hôm nay mình tới vẫn sẽ được giảm giá. Một lát nữa tới đó rồi hỏi ha. Ủa anh Thành, muộn rồi mà anh chưa về sao? Anh đang bận chút việc, tụi em cứ về trước đi. Sếp phó chăm chỉ quá nha. Tụi em về trước nha. Bye bye. Bye bye. Tụi em về nha sếp. Bye. Ủa chị Hạnh, Thành chuẩn bị về luôn hả? Em làm xong một số việc nữa rồi em sẽ về. Tôi định rủ Thành đi uống vài ly. Thôi chết rồi, bữa nay
Nhà ba mẹ em có chuyện cho nên một chút nữa em phải về bên đó. Để khi khác em chủ động hẹn nha. Khi nào thành xong tôi sẽ đợi. Chắc là lần này em xin lỗi chị rồi. Hôm nay thực sự em không đi được. Lúc khác em sẽ chủ động gọi cho chị nghe. Ok, vậy cũng được. Nhiều lúc tôi tự nhủ với chính mình nên sống chậm lại một chút, yêu thương bản thân mình nhiều hơn và tận hưởng những gì đang có. Nhưng rồi lại bị cuốn đi lúc nào không hay. Em nói anh khó ưa đúng không? Em nói anh đáng ghét đúng không? Anh khó ưa phải không? Khó tính đúng không? Ủa? Để làm cho em coi nè. Đứng yên đó. Dám nói xấu tôi hả? Làm gì chứ? Nhắm mắt lại. Cậu làm gì vậy? Cậu làm gì vậy? Anh vẫn nghĩ em nên bỏ qua. Lúc nào em cũng mang cảm giác hận thù trong lòng sẽ khiến em không thể sống thoải mái đâu. Em còn rất nhiều thứ, còn có cả tương lai phía trước. Em nên biết trân trọng bản thân và tất cả những gì mình đang có. Anh biết em đang nghĩ gì không? Em nghĩ là em cần phải yêu thương anh nhiều hơn mới được. Anh cũng sẽ như vậy. Em hứa với anh đi, sau này cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi không được trốn tránh, không được rời xa anh.